kênh quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn hồi ký với nhan đề chỉ một con đường tác giả trung tướng Nguyễn Huy Trương sau đây mời các bạn cùng nghe bóc vỏ ngoại vi nhận nhiệm vụ của bộ tư lệnh quân khu sư đoàn tổ chức đoàn cán bộ đi nghiên cứu chiến trường gồm quyền sư đoàn trưởng Trần Tiến Quảng Trần Trọng Son sư đoàn phó Hoàng Bình tham mưu trưởng sư đoàn tôi Chính ủy sư đoàn ba trung đoàn trưởng và ba chính ủy trung đoàn. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành tìm nhập. Trung đoàn 31 nhận lệnh tiêu diệt cứ điểm Bảng Thùng. Trung đoàn 38 được giao nhiệm vụ diệt cứ điểm Hòn Chiêng. Trung đoàn 9 đánh đồng Mông Đá Hàm. Cứ điểm Châu Sơn giao cho một đại đội công binh của sư đoàn. Các cứ điểm đá tịnh, nữ ý kiến được giao cho lực lượng vũ trang Quảng Nam. Các ấp chiến lược ở chung quanh cấm rơi. Được giao cho huyện đội Quế Sơn phối hợp tấn công địch. Trong các cứ điểm ngoại vi quan trọng bất nhất của tuyến phòng thủ này là núi Hòn Chiêng. Có thể vì cứ điểm Hòn Chiêng là mái nhà phòng thủ trên cao của căn cứ Cấm Rơi. Hòn Chiêng là một đồi độc lập cao đột xuất. Cái trù Compa tính từ Hòn Chiêng đến Bằng Thùng, Cấm Rơi, Đồng Mông, Đá Hàm cách nhau trên dưới 3 km theo đường chim bay. Vì vậy, diệt được Hòn Chiêng là diệt được các cứ điểm chung quanh của nó. Các cứ điểm Hòn Chiêng, Bằng Thùng, Cấm Rơi, Đồng Mông Đá Hàm, nằm cách quận lỵ Quế Sơn không xa, cách quốc lộ 1 ở hướng đông khoảng 18 km, có đường huyện lộ 105. Từ cầu Hương An ngang qua căn cứ núi Quế lên huyện đều bị địch phát quang bố phòng chặt chẽ. Từ những năm 1965, vùng Trung và vùng Đông Quế Sơn đều được giải phóng. Nhưng địch vẫn nóng lấn và xây dựng nhiều căn cứ, đồn bót, đóng giữ chốt chặn, kết hợp với càn quét, nóng lẫn, mỹ lết, pháo bầy khống chế hoạt động của ta, cũng như việc làm ăn sinh sống của bà con. Tuy nhiên, bọn Mỹ Ngụy cũng chỉ chiếm giữ được các điểm cao nói trên. Còn lòng dân, sức mạnh chiến tranh nhân dân thì vẫn ngày đêm phát triển, kiên trì trụ bám, cung cấp lương thực, thực phẩm xây dựng cơ sở, gửi con em lên đường tham gia quân giải phóng. Khi bộ đội về, bà con Quế Sơn hồ hởi mở rộng vòng tay như đón con em về nhà. Phần tôi, sau 26 năm đi chiến đấu khắp các chiến trường, nay trở về mảnh đất quê hương nơi sinh thành của mình, lòng tôi dậy lên dạt dào bao cảm xúc nhà tôi ở không xa nơi sư đoàn đóng quân nhưng tôi không về được vì còn nằm trong ấp chiến lược của địch hơn nữa cán bộ chuẩn bị cho chiến dịch dồn dập phải cùng anh em tập trung giải quyết về ở trong lòng dân có biết bao tấm gờ tưởng trung hiếu hào hiệp đã để lại trong tôi những điều sâu sắc khó phai mờ hồi đó có gia đình anh lê xuân anh làm chủ tịch xã sơn thành nay là thị trấn đông phú con trai anh là lê hồng làm xã đội trưởng vợ anh chị bùi thị tranh làm hội trưởng phụ nữ xã anh Lê Xuân nhận ra tôi là bộ đội huyện hồi năm 1947, hai chúng tôi siết bao vui mừng. Anh Xuân cho tôi biết tin về gia đình tôi ở dưới quê, anh cả tôi già yếu không còn làm lụng gì được, anh Lộc đã qua đời vì bệnh dạ dày, các cháu tôi năm ai, sáu thương tối nào cũng phải vào khu đồn Hương An theo lệnh bọn ngụy quyền ác ôn. Tôi bồi hồi khi nghe anh Xuân kể về gia đình mình, nhưng biết nói sao, khi nhiệm vụ còn nặng nề, phải dốc tâm lực cho chiến dịch sắp tới mờ màn. Đến nỗi tôi và anh Xuân chưa có thì giờ tâm sự và thăm hỏi gia đình anh cặn kẽ. Những ngày chuẩn bị chiến trường, gia đình anh Xuân, cả ba người đều làm trinh sát dẫn đường cho chúng tôi vào điều tra căn cứ địch. Lê Hồng, con trai anh, dẫn đoàn cán bộ, do đồng chí Trần Tiến Quảng, sư trưởng, sư đoàn bầy một một đi một hướng. Chị Tranh, vợ anh, dẫn đoàn cán bộ, do đồng chí Trần Trọng Sơn, sư đoàn phó đi một hướng. Còn anh Xuân, dẫn đoàn do tôi phụ trách đi một hướng. Nhờ gia đình anh Lê Xuân thuộc địa hình, nắm rõ được quy luật hoạt động của địch, giúp chúng tôi nhanh chóng hoàn thành phương án đánh địch an toàn và hiệu quả. Đến cuối năm 1972, trong những đợt phản kích chiếm lại cấm rơi của địch, anh Lê Hồng đã hy sinh. Sau đó chị Bùi Thị Tranh cũng hy sinh trong khi dẫn đoàn đấu tranh chính trị trực diện với địch. Còn lại anh Lê Xuân, nay là cán bộ hưu trí, đã già yếu và bệnh tật do những năm lăn lộn gian khổ trong chiến đấu và một phần thương nhớ những người thân yêu của mình đã nằm xuống vĩnh viễn nơi quê hương thấm máu biết bao anh hùng chiến sĩ vì độc lập tự do của tổ quốc bên cạnh căn cứ cấm rơi là thôn mỹ thứ khi xây dựng cứ điểm này bọn mỹ đã xúc dân đi nơi khác duy chỉ có năm gia đình không chịu đi đâu cả bà con quyết bám trụ lại sát nách địch nam nữ thanh niên con cái họ đều lãnh đi nơi khác làm ăn hoặc vào du kích đi bộ đội thoát ly làm cán bộ phong trào số gia đình ở lại chỉ có những người già cả trong số đó có cụ bà Nguyễn Thị Giày là cơ sở cách mạng. Cụ Giày có một con trai là anh Nguyễn Vàng đã hy sinh trong chiến đấu, con gái đi lấy chồng ở xa, lấy cớ già yếu, không đi đâu được nữa. Cụ ở lại bám cây cau, cây mít, cây thơm trong vườn sống qua ngày. Nhưng chủ yếu cụ bà ở lại là để giữ thế hợp pháp, nắm tình hình địch, tạo điều kiện để cán bộ ta đi, về có chỗ dựa. Cụ nghĩ cách, sắm một cây sào bằng tre khô dài hơn 6 mét dựng trước nhà, hẹn với anh em cán bộ ta, cứ mỗi chiều lên đài quan sát, hoặc leo lên cây cao đâu đó, nhìn thấy đầu xào có miếng áo rách là có địch đi tuần tra, hoặc chui lại trong nhà dân, không được vào. Nhờ ám hiệu đó, mà cán bộ, bộ đội tao vào ra trong ấp, hoặc đi sát đồn địch vẫn an toàn, cả khi trinh sát ta đi bám địch cũng được cụ giúp đỡ, chỉ vẽ tường tận. Đầu năm 1971, cụ dày bị bọn ngụy bắn cụ hy sinh, sau hơn hai năm chủ bám ngay trong lòng địch, làm nhiệm vụ cách mạng giao khi cụ bà hy sinh, bọn lính ngụy không chôn mà đưa vào một hang đá lớn. Cách căn cứ cấm rơi 700 mét, lấp thi thể cụ qua loa một ít đất. Dụng ý của bọn chúng là sẽ không ai dám vào đây trú ẩn, hoặc ở. Khi sư đoàn chuẩn bị đánh cấm rơi, bộ tư lệnh sư đoàn chọn hang đá này làm chỉ huy sở, là nơi vừa bất ngờ, vừa thuận lợi. Máy bay B-52, pháo bầy không đánh vào đấy vì sát cứ điểm định. Bên trong hang có tảng đá cao, đứng quan sát, theo dõi bọn địch trong cấm rơi rất tốt. Bộ tư lệnh sư đoàn cho công binh chọn địa điểm cách đó 200 mét, dùng ni lông cốt hải cốt cụ an táng đường hoàng. Sau ngày hòa bình, mộ cụ bà được đảng ủy, ủy ban nhân dân xã xây lớn, gắn bia. Cụ bà được đảng, chính phủ phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đã bài năm trôi qua, hôm nay nhắc lại chuyện này. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi và đồng đội tôi đến bà con Quế Sơn. Xin thắp nén hương kính viếng hương hồn mẹ dày, chị Tranh anh Hồng, anh Vàng, những người chiến sĩ dũng cảm, một trong những gia đình, những con người cách mạng tiêu biểu của quê hương Quế Sơn thân yêu của tôi. Cuộc điều tra các cứ điểm ngoại vi căn cứ cấm rơi hoàn thành. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 711 họp báo cáo phương án tác chiến trình Bộ Tư lệnh Quân khu. Đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu đặt câu hỏi với tôi vì sao các đồng chí không dùng một trung đoàn để tiêu diệt cứ điểm ngoại vi. Ta còn hai trung đoàn, do Sư đoàn nắm trong tay. Nếu có tình huống phức tạp thì sư đoàn dễ xử lý hơn, có lực lượng để tiếp ứng bổ sung. Nếu các đồng chí sử dụng ba trung đoàn đánh một lúc, chẳng khác nào ta xòe hết cả hai bàn tay cho quân địch thấy. Được sự nhất trí vào phân công của sư đoàn lúc họp ở nhà, tôi thay mặt trả lời tư lệnh quân khu, thư đồng chí tư lệnh quân khu, nếu dùng một trung đoàn tấn công ba cứ điểm trên, thì chỉ huy trận đánh là tiểu đoàn. Khi gặp trở ngại, không còn quân dự bị thì tiểu đoàn khó xử lý tình huống. Sư đoàn tuy dùng ba trung đoàn để đánh địch, nhưng mỗi trung đoàn chỉ có một tiểu đoàn trực tiếp chiến đấu. Như vậy, mỗi trung đoàn còn hai tiểu đoàn dự bị, khi địch phản kích ta còn có hai tiểu đoàn đánh địch. Dùng binh như vậy, theo sư đoàn vừa có lợi vừa đủ sức cho trung đoàn giải quyết khi trận chiến đấu nổ ra. Bộ tư lệnh quân khu sau khi cân nhắc đã nhất trí phương án đánh địch của sư đoàn 711. Để quan sát và chỉ đạo chiến trường, Bộ tư lệnh quân khu rời chỉ huy sở tiền phương xuống đứng tại núi Choang, núi Hương Hiệu, ở Trung Lộc, phía trên đèo le theo dõi và chỉ huy. Chỉ huy sở của sư đoàn được thiết kế dưới chân núi đèo le. Trận tấn công các cứ điểm ngoại vi căn cứ cấm rơi mở màn đêm 22 dạng ngày 23 tháng 7 năm 1972. Trong lúc chiến lĩnh cứ điểm địch, đại đội 10 tiểu đoàn 9 bị vướng mìn rào cản. Bọn địch bắn ra ba quả M79. Không thấy động tĩnh, chúng tưởng thú rừng ăn đêm bị vướng mìn. Bọn địch lặng yên. Cảnh giác địch phát hiện, các đơn vị được lệnh nằm tại chỗ, chưa được lệnh nổ súng. Thời gian đã qua, 4 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 7 năm 1972, quyền sư trưởng Trần Tiến Quảng hạ lệnh cho các trung đoàn trưởng Vũ Đình Nát Trung đoàn 31, Nguyễn Văn Chí, Trung đoàn 38, Trần Thanh Cương, Trung đoàn 9, và các chính ủy Trung đoàn Lê Văn Ba, Nguyễn Văn Cần, Nguyễn Võ, kiểm tra lại khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị lần cuối. Tất cả đều trả lời, sẵn sàng. 5 giờ 10 phút, trung đoàn 31 nổ súng làm lệnh đánh chiếm núi Bằng Tùng. Tiếp đến là trung đoàn 38 nổ súng tiến công điểm cao Hòn Chiêng, trung đoàn 9 tiêu diệt Đồng Mông, Đá Hàm. Tiếng nổ của các loại vũ khí của bộ đội ta ầm vang. Ánh chấp sáng lòe các hướng tựa như một chuỗi hợp sướng âm thanh sắc lạnh giáng xuống đầu giặc. Quân địch các cứ điểm bị đánh bất ngờ, sức chống trả rối loạn, yếu ớt. Sau 30 phút chiến đấu, trung đoàn 38 đã diệt gọn đại đội 2, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 6 Ngụy, làm chủ hoàn toàn núi Hòn Chiêng, cứ điểm cao nhất và khó khăn, lại là nơi diệt địch nhanh nhất. Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Chí báo cáo về sư đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ, ta diệt 120 tên và bắt sống 8 tên địch, trong tiếng gieo hò của bộ đội ta. 7 giờ 15 phút, trung đoàn 9 chiếm xong các chốt của cứ điểm Đồng Mông, Đá Hàm, diệt và bắt sống hơn 100 tên của đại đội trinh sát, trung đoàn 6 ngụy. Đến 9 giờ 15 phút, trung đoàn 31 chiếm và làm chủ điểm cao 579, 621 của cứ điểm bàng thùng. Riêng hai chốt rừng xanh và đồi 700 bọn địch còn chống trả rất mạnh. Đồng chí Giao, trung đoàn phó và phó chính ủy trung đoàn 31, bất chấp phi pháo của địch, cùng đại đội trưởng Nguyễn Nhân Biểu, năm lần đánh lui quân địch, tiêu diệt 14 tên, thu ba súng. Trận đánh bằng thùng kéo dài đến ngày 25 tháng 7 sư đoàn điều pháo tập trung tấn công lần cuối mới dứt điểm. Diệt gọn tiểu đoàn 2, trung đoàn 6 ngụy làm chủ núi bằng thùng. Hợp đồng với tiếng súng tấn công của ba trung đoàn, đại đội công binh sư đoàn tiêu diệt và làm chủ cứ điểm Châu Sơn, bộ đội địa phương Quảng Nam đánh chiếm đá tịnh và núi kiến. Lực lượng huyện đội Quế Sơn, khống chế, tiêu diệt ở các ấp chiến lược và bọn phụ quân ở đây. Mất 3 điểm cao chiến thuật vòng ngoài, tên chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp, sư đoàn trưởng sư đoàn hai ngụy lồng lộn như hổ bị thương, hắn tung ngay trung đoàn 5 lên giải tòa quyết sống chết để chiếm lại hòn chiêng, bằng Thàng. Pháo binh và B-52 của chúng sử dụng tối đa, đánh phá ác liệt vào trận địa. Nhưng các chiến sĩ ta trên các điểm cao núi hòn chiêng, bằng thùng, đồng mông, đá hám, yên tâm trong các hang đá và công sự, bịt tai để ngăn bớt tiếng rội của bom pháo, sẵn sàng để đánh trả bọn địch. Cuộc phản kích của địch kéo dài suốt nửa tháng, chúng càng chuốc lấy thất bại nặng nề. Trung đoàn 38 cùng Trung đoàn 31 trung đoàn 9 đã chiến đấu anh dũng kiên cường tiêu diệt 2.107 tên địch, giữ vững các điểm cao chiến thuật hòn chiêng, bàng thùng, đồng mông, đá hàm. Như vậy bước 2, diệt cạn quân cơ động địch diễn ra đúng ý đồ của sư đoàn. Sau khi quân địch phản kích, quyền sư trưởng Trần Tiến Quảng và tôi được lệnh quân khu lui về chỉ huy sở dưới chân núi Đèo Lè. Một điều không may cho sư đoàn 711 trong những ngày đánh địch phản kích, quyền sư trưởng Trần Tiến Quảng bị pháo hạm của Mỹ bắn vào trúng hầm chỉ huy, đồng chí đã hy sinh để lại nỗi tiếc thương cho cán bộ, chiến sĩ sư đoàn giữa những ngày quân ta giành chiến thắng. Để tiến hành bước 3 của chiến dịch, Bộ Tư lệnh Quân khu điều đồng chí Nguyễn Trơn, sư đoàn trưởng sư đoàn 2 về làm sư đoàn trưởng sư đoàn 711. Đồng chí Dương Bá Lợi, sư đoàn phó, sư đoàn 2, quyền sư đoàn trưởng, sư đoàn 2 tiến hành đánh địch trên chiến trường Ba Tơ, Quảng Ngãi. Sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn về đến sở chỉ huy sư đoàn 711. Các đơn vị đã hoàn thành bước 2 của chiến dịch đánh quân địch phản kích. Bộ tư lệnh sư đoàn họp báo cáo tình hình tác chiến của các đơn vị với sư đoàn trưởng. Sau khi nắm chắc tình hình, sư đoàn trưởng quyết định tổ chức trinh sát kiểm tra căn cứ cấm rơi một lần nữa. Sau 4 ngày bám hiện trường, có đêm tôi và sư trưởng tìm nhập đến hàng rào thứ ba, nghe cả tiếng bọn lính gác kháo nhau về những lần càn quét, cướp bóc và hài hiếp dân lành. Bộ phận trinh sát có các phóng viên quay phim theo sát sau tôi, thấy nguy hiểm quá. Các anh níu chân tôi và anh trơn lại, không cho bò sâu hơn trong căn cứ địch. Ngày 14 tháng 8 năm 1972, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 711 gồm Sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn, Sư đoàn Phó Trần Trọng Sơn, Tham mưu trưởng Hoàng Bình, Phó Chính ủy Mai Thuận và tôi lên báo cáo với Tư lệnh Quân khu phương án tác chiến đánh và giải phóng căn cứ cấm rơi, chi khu quận lỵ Quế Sơn. Cuộc họp đang tiến hành, thì cơ yếu đem bức điện của Bộ Tổng Tham Mưu và Bộ Tổng Tư lệnh đến. Nội dung bức điện như sau. Gửi anh hai mạnh. Bộ đã nghiên cứu quyết tâm của Sư đoàn 711 tiêu diệt địch ở căn cứ cấm rơi và giải phóng quần lị Quế Sơn. Bộ thấy có mấy khó khăn gợi ý cho các đồng chí quân khu 5 suy nghĩ. Một, Các đơn vị ở chiến trường B1 đã dứt chiến, địch rảnh tay để tập trung quân đối phó. 2. Sư đoàn ba Ngụy ở Súng Mây đã vào đóng ở Tuần Dưỡng và Núi Quế, như vậy là địch đông. ba Cấm rơi, Quế Sơn là căn cứ lớn có chi khu quận lị, hỏa lực địch mạnh, có công sự kiên cố. Ta đánh đã chắc thắng chưa? Chưa chắc thắng thì chưa nên đánh. Ký tên, Văn. Đọc xong bức điện, đồng chí tư lệnh quân khu cho dừng hội nghị, nắm tay tôi và sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn vào căn hầm bên trong, hầm chìm. Tư lệnh quân khu đang dò xét ý tứ chúng tôi, thì anh Trơn nói, cấp trên điện cho chúng ta nghiên cứu đây là ý tứ chặt chẽ để đảm bảo chắc thắng chứ đâu có lệnh cho chúng ta dừng trận đánh cấm rơi theo tôi là trận này đánh chắc thắng đợt một bóc vỏ ngoại vi đợt hai đánh quân địch phản kích thắng lợi hơn nữa anh trương và các anh trong bộ tư lệnh sư đoàn đã điều tra cấm rơi kỹ tôi về cũng đã tiến hành trinh sát thực địa thêm lần nữa sau đó tôi và anh trương làm phương án tác chiến đưa ra bàn bộ tư lệnh sư đoàn thấy giống nhau về cách đánh cách phân công chỉ huy tôi đề nghị cấp trên cho đánh trận này tôi tiếp lời anh trơn tôi cũng nhất trí với đề nghị của anh trơn riêng tôi có ý kiến là ta đánh trận này sẽ bất ngờ lớn quân ta tác chiến từ xuân đến hè địch nghĩ là ta đã dứt chiến đây là một yếu tố đặc biệt để giành thắng lợi hơn nữa lần đầu tiên ta có hòa lực mới phát huy tác dụng đề nghị cấp trên cho anh em tụi tôi làm ăn trận này nghe chúng tôi đồng lòng tư lệnh chu huy mân nhất trí anh quay trở lên hầm nổi thảo điện trả lời bộ tổng tư lệnh và anh nói với chúng tôi. Hội nghị này chúng ta nhất trí tiêu diệt địch ở cấm rơi, chỉ còn chờ ý kiến của bộ. Đồng chí tư lệnh quân khu vén tay xem đồng hồ rồi nói tiếp. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 1972, sắp đến ngày 19 tháng 8, ngày cách mạng tháng 8 thành công. Thôi, các đồng chí về tiến hành sắp xếp phản công, chuẩn bị mọi mặt tính toán thời gian nổ súng và vận chuyển lương thực cho bộ đội ăn trong suốt thời gian tấn công cứ điểm quân địch. Phần bộ tư lệnh quân khu sẽ phát điện nghi binh công khai trên sóng PPC-25, tạo bất ngờ đối với địch và tạo thuận lợi cho các đồng chí đưa quân chiếm lĩnh. Nội dung bức điện sẽ là Các đơn vị dứt chiến, rút quân về hậu cứ làm lễ kỷ niệm cách mạng tháng 8. Điện sẽ phát ngày 17 tháng 8. Các đồng chí cho trinh sát bám địch phát hiện diễn biến để xử trí. Đúng như tư lệnh quân khu nói, Chúng tôi cho trinh sát bám địch phát hiện chúng kháo với nhau. Việt Cộng rút quân kết thúc chiến dịch để mừng cách mạng tháng 8. Bọn mình có thể sống qua con trăng này rồi. Từ đó biểu hiện của quân địch ở cứ điểm cấm rơi và chi khu Quế Sơn có phần lơ là hơn trước. Chiến thắng cấm rơi Quế Sơn. Căn cứ cấm rơi còn có tên là căn cứ Rus, nguyên là căn cứ của lữ đoàn 173 thủy quân lục chiến Mỹ. Khi quân Mỹ rút đi, căn cứ này được giữ nguyên vào bàn giao cho quân Ngụy căn cứ cấm rơi nằm cách chi khu quận lỵ Quế Sơn chừng 2 km và nằm sát đường 105. Đây là một căn cứ phòng thủ rộng và vững chắc. Quân địch dồn về đây hai trung đoàn 5 và 6, thuộc sư đoàn hai bộ binh và quân ngụy, một trung đoàn thiết kỵ, một chi đoàn xe bọc thép, bảy trận địa pháo binh và 50 khẩu từ 105 mm đến 115 mm, giải từ núi Quế đến tuần dưỡng sẵn sàng chi viện khi cấm rơi bị tấn công. Đó là chưa kể đến tiểu đoàn 37 biệt động quân cơ động, hai liên đoàn bảo an, hai tổng đoàn dân vệ và gần 2.000 tên tiền ngụy vũ trang tại chỗ, phần lớn là bọn quốc dân đảng địa phương. Có thể nói, căn cứ cấm rơi là một căn cứ mạnh về nhiều mặt. Sau giai đoạn Mỹ giúp quân là căn cứ duy nhất ở miền Trung có hệ thống công sự ba tầng, tầng ngoài là công sự chiến đấu, tầng giữa là lô cốt sen kẽ nhà hầm, tầng trong có nhiều hang đá lập thành khu cố thủ có xe tăng bố trí sen kẻ. Bao quanh căn cứ cấm rơi là 12 lớp rào, chủ yếu là kém gai bùng nhùng ba khoanh từ hàng rào ngoài cùng vào đến hàng rào trong là 110 mét. Giữa các hàng rào chúng gài mìn sáng, mìn Claymore. Trong 12 lớp rào có 3 đường xe chạy vào quân bộ tuần tra. Căn cứ cám rơi và chi khu quận lị Quế Sơn rộng hàng ngàn hecta Phía tây căn cứ có con sông Lily chảy ngang qua đường số một đoạn cầu Hương An. Ý đồ của quân ngụy ở đây là cố thủ, giữ cho kỳ được tuyến phòng thủ phía tây nam Đà Nẵng và phía tây bắc Tam Kỳ. Sau khi mất các cao điểm chiến thuật, hòn chiêng, Bàng Thùng, Đồng Mông Đá Hàm, Châu Sơn thì toàn bộ căn cứ cấm rơi chi khu quận lỵ Quế Sơn, như một con tàu bị mắc cạn nằm trong tầm ngắm của pháo 130mm. Hỏa tiền B-72 có điều khiến. Cao xạ 37 của sư đoàn và quân khu đang sẵn sàng băm nát căn cứ địch khi có lệnh. Tôi còn nhớ, điều quan trọng cần phải giải quyết trước khi sư đoàn nổ súng tấn công cấm rơi đó là lương thực. Theo tính toán của cơ quan hậu cần sư đoàn, nếu bộ đội ăn theo tiêu chuẩn 0,5 kg trên một người một ngày, thì mỗi ngày phải cần 6 tấn lương thực. Trong lúc kho của sư đoàn chỉ còn 10 ngày ăn, quân khu đã tăng cường khẩn cấp được 100 tấn lương thực. Toàn bộ lương thực chỉ đủ cho một phần ba thời gian chiến dịch theo dự kiến. Làm thế nào để có 250 tấn lương thực cho bộ đội ăn trong suốt thời gian chiến dịch nổ ra? Chỉ còn 3 ngày nữa quân ta nổ súng tấn công căn cứ cấm rơi. Quả là cấp bách, ngặt nghèo tôi được quân khu giao nhiệm vụ họp bàn với thường vụ huyện quế sơn để huy động nhân dân quế sơn giúp sức sau khi nghe tôi trình bày mục đích các đồng chí hồ hoa bí thư huyện ủy phan như lâm nguyễn quốc dũng nguyễn ngọc tâm trong ban thường vụ huyện ủy quế sơn có ý kiến ngay khó thì khó thật khó vô cùng nhưng cấp trên quan tâm đưa quân về giải phóng quê hương quế sơn của chúng ta chúng tôi xin hết lòng lo lương thực cho bộ đội và huyện ủy quế sơn đã tạo được cử khẩu ở xã phú hương phú diên vùng đông Quế Sơn, thu hút lương thực từ Quảng Đà vào, đồng thời vận động nhân dân ăn khoai sắn, nhường gạo và bắp xay cho bộ đội. Với truyền thống quân dân cá nước nặng tình lâu này, ngay từ khi sư đoàn 711 về Hiệp Đức, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân Vận Động Hội Viên Đóng Góp Sữa, thuốc dê và đường, bồi dưỡng cho thương binh, bệnh binh, tình cảm đó được thể hiện qua ca giao kháng chiến. Tặng anh một gánh đường đen, đường tình, đường nghĩa, đường quen từ đầu. Tôi nhớ hồi đó chưa có công thức nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng cách vận động và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân chứng minh câu nói dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, chứng minh sự đúng đắn và sức mạnh của nhân dân là tuyệt vời, không có gì lay truyền nổi. Vậy là chỉ trong ba ngày, huyện Quế Sơn, bằng sự dũng cảm và lòng nhiệt tình cách mạng, đã vận động nhân dân ủng hộ thu mua được hơn 200 tấn lương thực đưa về kho của sư đoàn riêng huyện Quế Sơn huy động được 57 tấn lương thực. Ngoài ra, bà con còn tự nguyện rời nhà, ván nằm, chặt cả chuối cây đang có trái để xây công sự, làm nắp hầm cho bộ đội và sẵn sàng phục vụ chiến đấu bất kể công việc gì được huy động, phân công. Giai đoạn 3 của chiến dịch tiêu diệt căn cứ cấm rơi, phát triển đánh chiếm chi khu quận lị giải phóng thung lũng Quế Sơn đã được xác định. Bộ Tư lệnh Sư đoàn Hội nghị quán triệt tinh thần chiến đấu, kiểm tra binh khí kỹ thuật và hạ lệnh tấn công. Trung đoàn 31 nhận nhiệm vụ tấn công hướng chủ yếu bằng hai mũi, từ đông bắc đánh vào, đông nam đánh lên. Trung đoàn 38 chia 3 mũi tấn công chủ yếu, hai mũi từ hướng tây đánh xuống, một mũi thọc sâu chia cắt giữa khu vực 1 và 2. Trung đoàn 9 nhận nhiệm vụ cắt đường 105 đoạn từ Phước Đức đến An Xuân, đánh quân địch từ núi Quế lên cứu viện, diệt bọn phụ quân ở các ấp chiến lược trên trục đường 105 và tổ chức một mũi tiến công từ phía đông lên để phối hợp cùng trung đoàn 31, trung đoàn 38 tiêu diệt căn cứ cấm rơi. Ngày 18 tháng 8 năm 1972, các cỡ hỏa lực của sư đoàn, có cả pháo 130mm của quân khu lần đầu xuất hiện trên chiến trường đồng bằng khu năm dồn dập chút báo lửa lên đầu kẻ thù. Căn cứ cấm rơi chìm trong biển lửa. Bảy trận địa pháo của chúng từ ngữ Quế đến tuần dưỡng bị pháo ta kim chế đều câm hỏng. Các cánh quân vây lấn áp sát hàng rào cứ điểm. Đến 1 giờ 15 phút các mũi quân của hai trung đoàn 31 và trung đoàn 38 đánh chiếm các khu vực được phân công. Ở hướng trung đoàn 38, hai tiểu đoàn 7 và 8 bị xe tăng địch phản kích ác liệt, quân ta và quân địch chiến đấu rằng co, giành giật từng mét rào, từng mòm đá cho đến sáng thì quân địch bị đẩy lùi và bị tiêu diệt. Đến 8 giờ ngày 19 tháng 8, đài quân báo của sư đoàn nhận được tin, sư đoàn 3 của chúng từ núi Quế, tập trung 3 tiểu đoàn bộ binh, có một trung đoàn thiệt kỵ tiến lên cứu nguy cho cấm rơi. Lập tức, sư đoàn cho thê đội dự bị của trung đoàn 9 đánh quân phản kích. Các tô diệt 38, 31 tiếp tục tiến công dứt điểm cấm rơi. Trong đêm ngày 19 tháng 8, trung đoàn 31 và trung đoàn 38 được pháo 130mm và hỏa tiến B-72 có bộ điều khiến đã tìm diệt từng chiếc xe tăng. Công sự của địch, hỗ trợ cho các đơn vị tấn công thuận lợi. Trên hướng trung đoàn 31, xã thủ Nguyễn Kim Quy bắn hai phát B-40 đã diệt hai xe tăng địch. Hàng rào quanh cứ điểm cấm rơi đã mở, pháo ta cấp tập lần cuối 20 phút. Quân địch đồn trú trong cấm rơi không chịu nổi sức công phá của pháo 130mm và tinh thần dũng mãnh của bộ đội ta đã chống trả yếu ớt. Các cánh quân ứng cứu giải tỏa của sư đoàn Ba ngụy đều bị trung đoàn chính của ta chặn đánh. Pháo binh của chúng không phát huy được hiệu quả, bọn phản kích lui quân về điểm xuất phát. 13 giờ ngày 19 tháng 8, các mũi quân của trung đoàn 31, trung đoàn 38 đánh thẳng vào tung thâm. Lúc này, pháo từ hàm đội 7 của Mỹ bắn cấp tập từng hồi vào khu chiến cấm rơi. Pháo đài bay B-52 giải bom dọc các triền núi. Mặt đất, vùng trời rung chuyển, có lúc tưởng chừng mọi vật như biến mất dưới sức tàn phá của bom đạn. Dựa vào hầm trú ẩn, công sự kiên cố bộ đội ta tránh không để thương vong. Qua đợt B-52, lại đến bọn máy bay phản lực ùa đến quần đảo. Nhào lộn gầm rú đến nhức óc, để bất ngờ một chiếc trực thăng liều mạng lao đến hạ cánh ngay tại chỗ có hòa điểm màu đỏ làm hiệu. Chiếc trực thăng bốc tên trung đoàn trưởng, trung đoàn 5 ngụy tôn thất lữ chạy thoát. Bộ đội cao xạ của ta nghe tiếng trực thăng đáp cánh, liền vọt lên khỏi công sự nhanh chóng xoay mâm pháo dương nòng tìm diệt, thì chiếc trực thăng đã bay thoát ra khỏi tầm xạ kích. Các mũi quân của ta lúc này tấn công mãnh liệt vào tung thâm căn cứ cấm rơi. Tiểu đoàn 8 của trung đoàn 31 xông lên, cho chiến sĩ cắm cờ trên sở chỉ huy trung đoàn năm ngụy bắt sống toàn bộ ban tham mưu của chúng đến 16 giờ các cánh quân của ta chiếm lĩnh hoàn toàn căn cứ cấm rơi bắt tù binh thu vũ khí cướp thời cơ quân địch đang hoang mang rối loạn hai mũi quân của trung đoàn 38 và trung đoàn 31 đánh thẳng vào quận lỵ quế sơn tiểu đoàn 9 và mũi quân của trung đoàn 38 tiểu đoàn 8 của trung đoàn 31 đánh vào hai tiểu đoàn của trung đoàn 9 từ hướng đông nam đánh lên chỉ trong vòng 30 phút, các mũi quân của trung đoàn 38, trung đoàn 31 và trung đoàn 9 đã chiếm xong chi khu quản lý Quế Sơn, tiêu diệt gọn bọn địch đồn trú ở đây. Bọn trung đoàn 6 ngụy khăn gói trên đoàn xe 25 chiếc định tháo chạy về chợ đàn, liền bị tiểu đoàn 4, trung đoàn 9 đón sắn diệt gọn, bắt sống tên thiếu tá pháo binh và bắn rơi ba máy bay lên thẳng. Hợp đồng với tiếng súng tấn công của bộ đội khu chiến cấm rơi, các lực lượng địa phương và nhân dân đã tiến công tiêu diệt và làm tan giã toàn bộ quân địch từ cầu chợ đủ nằm trên đường huyện lộ quế sơn vào đến phía tây cầu ông triệu huyện thăng bình qua hai ngày chiến đấu sư đoàn 711 đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 3.000 tên địch tiêu diệt 7 tiểu đoàn gồm bộ binh pháo binh thiết kỵ xe bọc thép và bọn bảo an thu trên 500 súng phá hủy 40 pháo 70 xe các loại thu 30 xe còn mới nguyên trong đó có 12 xe tăng Lực lượng vũ trang huyện Quế Sơn do đồng chí Nguyễn Quốc Dũng chỉ huy và bộ đội tỉnh Quảng Nam do tỉnh đội trưởng Nguyễn Hoàn chỉ huy đón đánh quân địch tan giá từ VA cứ cấm rơi chạy xuống, bắt sống 450 tên. Ngày 20 tháng 8 năm 1972, thung lũng Quế Sơn sau 18 năm bị kẻ thù chiếm đóng. Lần đầu tiên đã sạch bóng quân thủ. Hơn một vạn đồng bào được giải phóng khỏi ách kèm kẹp của Mỹ, Ngụy. Chiến thắng cấm rơi, Quế Sơn đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu năm trước hết là nghệ thuật điều hành chiến dịch chặt chẽ tài tình nhịp nhàng ăn khớp phù hợp với khả năng sử dụng lực lượng ba thứ quân trên một địa bàn khu chiến rộng vận dụng đúng chiến thuật phân tán tập trung cơ động và tại chỗ linh hoạt đánh tiêu diệt nhỏ căng kéo tiêu hao rộng rãi kèm chân buộc địch bị động đánh theo cách đánh của ta và cuối cùng thực hành trận then chốt để kết thúc chiến dịch giành thắng lợi trọn vẹn lực lượng quân địch hơn một sư đoàn hỗn hợp, có pháo binh, phi cơ, xe tăng chi viện một cách tối đa trong một cụm căn cứ phòng ngự mạnh, ở không không gian rộng, nhưng ta hơn hẳn địch về nhiều mặt như trên đã nói, nên đã giành chiến thắng trong một thời gian tương đối ngắn. Với chiến thắng cấm rơi Quế Sơn, trình độ kỹ chiến thuật của sư đoàn được nang cao toàn diện, từ tiến công địch trên điểm cao, vận động tiến công tiêu diệt quân địch phản kích, hiệp đồng binh hòa lực, từ vây lấn, đến đột phá tiến công tiêu diệt căn cứ phòng ngự vững chắc của địch, phục lót, bao vây chặt, truy diệt địch và đón bọn tháo chạy, tiến công mãnh liệt, cơ động nhanh, giải quyết triệt để các mục tiêu của chiến dịch đề ra. Chiến thắng cấm rơi, Quế Sơn, với sự xuất hiện bất ngờ đầu tiên của pháo 130mm, hỏa tiền B-72 có điều khiến, có sức công phá mạnh các loại công sự kiên cố của địch. Ngoài hiệu quả tiêu diệt địch, còn làm cho địch từ lâu tin tưởng và trang bị kỹ thuật và hệ thống hầm ngầm công sự vững chắc cho là an toàn, nay bị đánh tơi tả. Chúng đã trở nên hoang mang cực độ, dẫn đến tâm lý thất bại trong chiến đấu và bị động đối phó trong chiến lược, chiến thuật sau này. Chiến thắng cấm rơi Quế Sơn là một đòn đánh đau vào quân Ngụy khi quân Mỹ còn ở miền Nam hà hơi tiếp sức và đỡ đòn cho chúng. NHNNG vẫn không cứu nguy nối trước sức tấn công như vũ báo của quân giải phóng. Chiến thắng cấm rơi Quế Sơn xét về hiệu năng chiến đấu, về hiệu quả chiến thuật của các nhà chỉ huy, về mục đích chọn trận then chốt chiến dịch trong hè thu 1972 là hoàn toàn đúng đắn, mang tính sáng tạo, hiểu rõ thế và lực của ta, chỗ yếu chỗ mạnh của kẻ địch, nên ra quân là tất thắng, làm chủ chiến trường. Một điều quan trọng trong chiến thuật câm rơi, đó là sư đoàn được đồng chí Chu Huy Mân, tư lệnh quân khu trực tiếp chỉ huy điều hành từng bước đi từng thời khắc của chiến dịch và huy động phần lớn các cơ quan quân khu phục vụ cho chiến dịch, đem đến thắng lợi toàn diện như trong dự kiến của sư đoàn. Chiến thắng cấm rơi Quế Sơn, gọi là chiến thắng của lòng dũng cảm vô song của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 711 và tinh thần hợp đồng chiến đấu của bộ đội địa phương huyện Quế Sơn và tỉnh Quảng Nam. Sự hợp đồng linh hoạt, nhạy bén, hỗ trợ chia lửa trên toàn mặt trận, đẩy bọn địch vào thế bị động, xoay sở đối phó, để rồi chuốc lấy thất bại ở chiến trường Quảng Nam cũng như Quế Sơn, từ các đồng chí chỉ huy đến bộ đội đều nắm rõ đường đi nước bước, hang ổ, kể cả âm mưu thủ đoạn núng lấn, trả sát hàng ngày của bọn địch. Đây là ưu thế và lợi thế của lực lượng vũ trang của ta chủ động trong đối phó cũng như đánh địch bất kỳ trong tình huống nào. Khi chiến dịch mở ra, lực lượng nhân dân tại chỗ đã đóng góp rất lớn cho chiến thắng vang dội này. Chiến thắng cấm rơi, Quế Sơn, còn thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn và sức chịu đựng hy sinh gian khổ của các tầng lớp nhân dân Quế Sơn. Vốn là vùng đất nghèo, quanh năm sống nhờ khoai sắn, rau màu là chính, trong kháng chiến chống Pháp là vùng tự do, nơi có nhiều cơ quan tỉnh, huyện ở trong nhà dân làm việc và bộ đội địa phương đóng quân tập luyện. Từ năm 1954, sau ngày hòa bình, Quế Sơn là một trong những nơi bị địch đánh phá tàn khốc nhất. Nhiều cơ sở bị vỡ, nhiều cán bộ, đảng viên ở lại bị bắt cầm tù bị tra tấn dã man nhiều gia đình ly tán một số tổ chức phản động như quốc dân đảng ngóc đầu dậy tiếp tay cho mỹ ngụy đe dọa cuộc sống nhân dân nhưng nơi đây là vùng đất có truyền thống cách mạng nhân dân quế sơn không hề nao núng luôn hướng về đảng bác hồ tỏ rõ tấm lòng thủy chung son sắt khi chiến dịch nổ ra bà con đã không tiếc tài sản và cả tính mạng của mình dù thiếu đói bom đạn ác liệt vẫn ngày đêm phục vụ chiến đấu khi được thông báo là nhận đi tải thương vùi súng đạn, đào hầm hào, công sự, che giấu, bảo vệ bộ đội khi về làng trú quân. Ở các bệnh xá, lúc nào cũng sẵn sàng có người lò cơm nước, chăm sóc thương binh hết lòng. Trong khi đó, nhà cửa bị quân thủ hủy diệt vẫn làm công việc được giao để cùng với bộ đội giành chiến thắng trọn vẹn trong chiến dịch hè thu 1972. Có những tấm gương khó quên như gia đình đồng chí Lê Xuân ở Sơn Thành, cả nhà đều làm trinh sát giúp sư đoàn nghiên cứu chiến trường trận địa đánh địch NUH nói ở trên. Thất bại của quân Ngụy ở Cấm Dây Quế Sơn đã được Đài 5OA, Đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 21 tháng 8 năm 1972 bình luận. Mất Quế Sơn, một chi khu quần lỵ có căn cứ Cấm Dây được bố trí mạnh bậc nhất ở miền Nam. Chứng tỏ quân đội Việt Nam Cộng hòa chỉ quân đội Ngụy không đủ sức đương đầu với cộng sản ở miền Nam. Chắc tay súng bảo vệ vùng giải phóng. Chiến dịch hè thu kết thúc sư đoàn 711 hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ cấm rơi, phát triển đánh chiếm chi khu quận lỵ, giải phóng thung lũng Quế Sơn chặt đất mắc xích phòng ngự của quân địch ở phía nam thành phố Đà Nẵng, phía bắc thị xã Tam Kỳ. Căn cứ Nông Sơn, Trung Phước nằm chơi vơi giữa bốn bề núi non trùng điệp. Quân địch không cam chịu thất bại, chúng điên cuồng phản ứng. Pháo từ hạm đội 7 ngoài khơi vịnh Đà Nẵng bắn phá ác liệt vào khu chiến. B-52 một ngày ba lần giải bom giải hòn tàu, mật dạng, thung lũng Quế Sơn và đỉnh đèo le sư đoàn ba ngụy ở núi Quế tung quân phản kích. Tình hình chiến sự trên địa bàn Quế Sơn trong tháng 9 năm 1972 vô cùng sôi động. Buổi sáng tôi đang ở hầm chỉ huy chờ bộ tư lệnh sư đoàn đến họp, thì sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn bước vào, anh nói, anh Trương có quà gì không đem ra đây tôi đổi bức điện này cho. Tình hình quân địch phản kích đang căng thẳng, tôi trả lời sư đoàn trưởng, giặc đang đánh khắp nơi, còn đâu tư tưởng mà quà với cáp, anh. Tuy nghe tôi trả lời như vậy, nhưng sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn không tỏ vẻ gì trách móc. Anh ngồi ngay xuống giấy bàn giao ban, mở bức điện ra đọc to giữa anh em cán bộ sư đoàn. Gửi anh Nguyễn Huy Trương, chính ủy sư đoàn 711. Chị đã sinh được một cháu gái hôm ngày 2 tháng 9, mẹ tròn, con vuông, báo để anh mừng. Người điện, Nguyễn Văn Số. Tôi như muốn trồm tới giật bức điện trên tay của sư đoàn thờ ruộng Nguyễn Trơn để tận mắt nhìn được những dòng chữ mang đầy niềm vui đột ngột trong đời người chiến sĩ giữa chiến trường lửa đạn như trường hợp của tôi lúc này anh em trong bộ tư lệnh sư đoàn đã nhìn thấy nỗi xúc động hiện lên trên khuôn mặt tôi sau buổi giao ban kết thúc trong khi bước ra khỏi hầm anh em đến nắm tay tôi đặt tay lên vai tôi như đang chia sẻ niềm vui của vợ chồng tôi còn tôi lúc đó không thể nói gì hơn lòng cứ rộn lên niềm yêu thương vô bờ biến vợ tôi đã sinh con chúng tôi đã có đứa con đầu lòng như mơ ước Tôi nhớ lần gặp nhau đó đến nay đã hơn 9 tháng. Chúng tôi chưa có tin tức về nhau, Bắc Nam cách xa vời vợi. Nhưng tôi đã có những ngày thật hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn chuyến công tác đó, cảm ơn các thủ trưởng. Khi đọc mấy dòng của đồng chí số, cục phó cục cán bộ điện vào, tôi lại nhớ như in lời anh Lê Quang Đạo động viên tôi. Lúc tôi vào bệnh viện, cậu yên tâm ở lại điều trị khỏi bệnh, rồi vợ chồng gặp nhau. May ra có một đứa con, đó cũng là niềm vui. Và thế là ở tuổi 47, tôi đã có đứa con gái đầu lòng. Tôi vui mừng điện ra Hà Nội thăm vợ tôi và nói với vợ đặt tên cho con là Nguyễn Khánh Nga, để nhớ ngày Quốc Khánh lần thứ 27 của đất nước, ngày con chào đời vào đúng Tết độc lập ngày 2 tháng 9. Kỷ niệm ấy như còn sao xuyến trong tôi đến bây giờ. Với bản chất của một tên sen đầm đầu sỏ, không từ bỏ giá tâm xâm lược và hiếu chiến, đế quốc Mỹ đã cháo trở lật lọng sau những thỏa thuận ở hội nghị Paris. Đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, Nixon trắng trợn hạ lệnh cho không quân chiến lược mở đợt tập kích với quy mô lớn vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã ở miền Bắc nước ta trong chiến dịch Lai Bách Cơ hay kéo dài suốt 12 ngày đêm. Trận ném bom tội ác này, tôi tin rằng trong tương lai nhân loại tiến bộ sẽ còn tiếp tục lên án hành động dã man của đế quốc Mỹ đánh vào thành phố và thị xã đông dân ở miền Bắc Việt Nam. Trên chiến trường miền Nam, quân Ngụy tung quân càn quét Bình Định, lấn chiếm khắp bốn vùng chiến thuật. Ở ven biển miền Trung, Sư đoàn 2, 3 cùng các liên đoàn biệt động quân số 11 và 12 ngụy quân không ngừng phản kích vào các khu vực, căn cứ, vùng giải phóng của ta như ở Ba Tơ, Quảng Ngãi, Hoài Ân, Bình Định, Hiệp Đức, Quảng Nam. Thế nhưng cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ trên miền Bắc và cuộc phục kích của quân ngụy ở miền Nam không cứu vãn được thất bại thảm hại của bọn chúng. Hàng chục ngàn tên địch bị tiêu diệt. Ở miền Bắc 81 máy bay bị bắn rơi, có 34 pháo đài bay B-52 năm máy bay F-111 loại hiện đại cánh cục cánh xòe, thất bại trên cả hai chiến trường, lại bị nhân dân thế giới lên án, đế quốc Mỹ buộc phải trở lại bàn hội nghị Paris trên thế yếu và bị cô lập. Nhưng trước khi đặt bút ký vào Hiệp định Paris, chúng còn ngoan cố suối bẫy bọn Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam. Hô hào tràn ngập lãnh thổ trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mỹ cho B-52 đánh bom suốt một ngày xuống khu vực Cấm Rơi, Quế Sơn và nhiều nơi trên đất Quảng Nam. Ngày 29 tháng 1, sư đoàn ba Nghị, 3 Ngụy tung ba tiểu đoàn, chia thành ba mũi. Mũi một theo đường 16 qua sông Chầu lên sông Khan, ý định của địch là bất ngờ đánh chiếm lại khu vực Hiệp Đức. Ý thức của việc bảo vệ trọn vẹn một huyện được hoàn toàn giải phóng ở khu 5, sư đoàn 711 đã kịp thời cho trung đoàn 31 trận đánh quân địch ở hướng này, diệt hai đại đội địch, bắt sống 50 tên, thu 100 súng, số còn lại vội vã tháo chạy về Việt An. Trong khi đó, mũi hai của quân địch đột kích vùng giải phóng Quế Sơn. Một đại đội của chúng đánh chiếm lại Hoàn Chiêng và hai đại đội khác tăng cường quân cho căn cứ cấm rơi. Mũi ba của quân địch gồm một tiểu đoàn do tên Trung tá Hiếu, chỉ huy, tên này bị ta bắt sống trên đường 9 Nam Lào năm 1971, luồng binh bí mật bao vây và gọi pháo bắn cấp tập và châu xa. Trận địa do đại đội công binh của sư đoàn 711 chốt giữ và chiếm lại châu Sơn giao ban sư đoàn sáng ngày 29 tháng 1 năm 1973, trưởng ban trinh sát sư đoàn báo cáo việc tên Huế xin đổi đất và đọc nguyên bức điện của tên Huế mà quân báo ta đã thu được trên tần số đài PRC-25, Châu Sơn gọi Đại Bàng, Châu Sơn gọi Đại Bàng. Chúng tôi đã chiếm được Hòn Chiêng và Châu Sơn, hiện bị Việt Cộng bao vây bốn phía. Đường xuống Việt An bị cắt, đường 16 cụt, qua cấm rơi đi không được. Khi đánh chiến Châu Sơn có 20 con đi xa, 80 con đi gần phải ấm theo nặng lắm. Tình thế khó khăn, tiến lui bất tiện. Đại bảng cho tôi liên hệ đổi đất với Việt Cộng, Trung tá Huế. Nghe xong, Sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn hạ lệnh cho trưởng ban quân báo nói chuyện trực tiếp với Trung tá Huế trên PRC-25 và tự tay anh bật công tắc để cho trưởng ban quân báo phát điện. Trưởng ban quân báo sư đoàn nói, Trung tá Hiếu nghe đây, chúng tôi biết các ông đang cống trên mình 80 lính bị thương và 20 tử binh. Nặng lắm phải không? Hiệp định Paris đã có hiệu lực, các ông chiếm đất của giải phóng thì phải trả lại. Tôi cho thời hạn đến 12 giờ trưa nay. Các ông không trả lời, tôi sẽ cho cối 120mm bắn vào vị trí châu Sơn. Nếu máy bay các ông đến, chúng tôi sẽ triển khai cao xạ 37mm bắn dụng hết. Trưởng ban quân báo sư đoàn vừa dứt lời, lập tức tên Trung tá Huế lên giọng, các ngài đánh là vi phạm hiệp định. Tiếng của trưởng ban quân báo trả lời tên Trung tá Huế, các ông lấn chiếm vùng giải phóng là vi phạm hiệp định chúng tôi có quyền đánh trả. Lời nói đanh thép của trưởng ban quân báo sư đoàn đã tác động lên tinh thần hoang mang của tên Trung tá Ngụy. Hắn nói, các ngài cho tôi xin phép cấp trên của tôi và tôi trả lời ngay. Thời hạn 12 giờ trưa đã đến. Sư đoàn hạ lệnh cho cối 120mm bắn vào châu Sơn ba quả đạn. Tiếp theo là hàng loạt cối 82mm đồng loạt nổ xuống cứ điểm châu Sơn. Tên Trung tá Huế lập tức phát điện xin được rút quân ra khỏi châu Sơn ngay trưởng ban quân báo sư đoàn lại phát lệnh trên máy PRC-25. Trung tá Huế nghe đây, ông cho lính đi hàng dọc, đầu súng trúc xuống đất. Người đi trước cầm cờ trắng, tôi sẽ cho du kích gỡ mìn trên đường 16 để các ông đi về Việt An. Trái lệnh, tôi sẽ cho du kích đánh vào đội hình của ông nghe rõ chưa? Trung tá Huế thư quý ngài, chúng tôi biết lỗi. Chúng tôi xin rút quân chứ chúng tôi đâu có đầu hàng mà các ông bảo cầm cờ trắng, cấp trên của tôi không chịu đầu. Tên Huế trả lời thế trưởng ban quân báo sư đoàn lại phát điện, đồng ý cho các ông không cầm cờ trắng, nhưng hành quân phải thực hiện quy định của chúng tôi đi hàng dọc, súng trúc đầu xuống đất, trái lệnh chớ trách, và bọn địch làm theo quy định của ta. Đến 16 giờ chiều, tiểu đoàn ngụy do tên Trung tá Huế chỉ huy, bùm túm nhau rút khỏi ký điểm Châu Sơn. Lập tức sư đoàn 711 của ta cho lực lượng lên chốt lại Châu Sơn. Như vậy, từ tháng 1 năm 1973, sư đoàn 71 đã trực tiếp đánh bại hành động tràn ngập lãnh thổ của Nguyễn Văn Thiệu, giữ vững vùng giải phóng của ta ở Quế Sơn, Tiên Phước. Để phù hợp với tình hình phát triển của chiến trường trong giai đoạn mới, cuối tháng 6 năm 1973, Bộ Tư lệnh Quân khu có chủ trương tổ chức biên chế điều chỉnh lực lượng giải thể sư đoàn 71 để thành lập lữ đoàn 52, đồng thời biên chế lại sư đoàn 2. Trung đoàn 1, Trung đoàn 3 ra, cùng các đơn vị trực thuộc và cơ quan sư đoàn bộ. Sư đoàn 2 từ chiến trường Quảng Ngãi được lệnh hành quân ra chiến trường Quảng Nam tiếp nhận trung đoàn 38 và trung đoàn 31 về trong đội hình sư đoàn 2. Tôi trở về làm chính ủy sư đoàn 2, đồng chí Nguyễn Trơn vẫn làm sư đoàn trưởng. Nhưng sau đó, đồng chí được đi học tại Hà Nội, đồng chí Phạm Điệu, quê ở Quảng Bình về nhận công tác quyền sư đoàn trưởng. Sư đoàn 2 được quân khu giao nhiệm vụ phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân du kích các huyện Thông Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, đánh địch càn quét, làm thất bại kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của địch, giữ dân, giữ đất, tổ chức thiết bị công trình phòng thủ vị trí then chốt trên tuyến tranh chấp giữa địch và ta giữ vững vùng giải phóng, củng cố bàn đạp, chuẩn bị cho những cuộc tấn công sau này. Còn đại bộ phận lực lượng của sư đoàn tập trung học tập, huấn luyện, thực hiện ba nhiệm vụ của quân khu giao, dùng trung đoàn 31, trung đoàn 38, tiểu đoàn 15 công binh, tổ chức từng cụm điểm tựa, phòng ngự theo thế trận liên hoàn từ Châu Sơn, Liệt kiểm, Lạc Sơn đến núi Ông dài đơn vị xây dựng hơn 1021 hầm chiến đấu, hầm hỏa khí, hầm nghỉ ngơi, 42 trận địa pháo, 200m địa đạo, 10km hào giao thông. Bộ phận thông tin phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, dùng cọc rào ấp chiến lược và dây thép gai tháo mắt thay cho dây điện thoại, xây dựng hệ thống thông tin hữu tuyến dài gần 100km từ sở chỉ huy sư đoàn đến các trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội và trận địa pháo hoàn thành 18 km đường ô tô, bảo đảm cho vận chuyển lương thực và cơ động tác chiến. Trong năm 1973, sư đoàn vừa đánh địch lấn chiếm, vừa tổ chức các điểm tiếp xúc giữa quân giải phóng và quân ngụy Sài Gòn, buộc chúng phải thi hành hiệp định Paris. Phối hợp với địa phương nơi đóng quân, sư đoàn tổ chức 118 lần tiếp xúc với 737 binh lính và 85 tiên sĩ quan ngụy. Trước thái độ đứng đắn và chính nghĩa của bộ đội ta, đã cảm hóa và hạn chế một được một phần hành động vi phạm cướp phá của binh lính ngụy. Chuẩn bị chương trình công tác cho năm 1974, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo Sư đoàn học tập Nghị quyết Trung ương lần thứ 21. Nghị quyết khẳng định, thắng lợi bước đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của toàn đảng. Toàn quân và toàn dân ta ở hai miền Nam Bắc đã không tiếc máu xương để làm nên. Mỹ đã cút, nhưng ngụy chưa nhào. Nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới con đường của cách mạng miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Đồng chí Võ Trí Công, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư khu ủy Nam trực tiếp xuống sư đoàn triệu tập hội nghị bàn mở mặt trận trên địa bàn Tam Kỳ, Tiên Phước, nhằm diệt cứ điểm Dương Đế, Đức Phú, giải phóng khu đồn Đức Phú, đồng thời kéo địch ứng cứu để tiêu diệt, thu hồi toàn bộ vùng giải phóng bị chúng lấn chiếm sau Hiệp định Paris. Cuộc họp có các bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, Quảng Đà, tỉnh đội và mặt trận 4, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2. Chủ trương của quân khu lúc này là đánh nhỏ trong mùa hè, sư đoàn sử dụng trung đoàn 1, trung đoàn 3 gia, trung đoàn 31, thiếu tiểu đoàn 8, mở chiến dịch hè. Lúc sư đoàn xuất quân, đồng chí Lê Trọng Tấn, tổng tham mưu phó quân đội nhân dân Việt Nam vào giao nhiệm vụ cho quân khu, đồng thời gọi tôi lên, đồng chí nói, sư đoàn hai gia quân trong chiến dịch này có nhiệm vụ diệt một số cứ điểm, diệt quân địch lẫn chiếm, xem sức quân đội ngụy chịu đứng đến đâu để chuẩn bị cho chiến dịch thu đánh lớn hơn. Ngày 24 tháng 4, sư đoàn mở màn trận đánh cứ điểm Dương Đế. Trận đánh diễn ra nhanh gọn, ta làm chủ chiến trường, bắt tù binh, thu vũ khí. Quân địch còn đang lúng túng thì ngày 25 tháng 4, sư đoàn tiếp tục tấn công bọn địch đồn trú ở Đức Phú, bao vây uy hiếp khu đồn, buộc địch lẫn lộn trong dân thoát chạy về Tam Kỳ, liên bị lực lượng đón sắn của ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ một đại đội bảo an và tổng đoàn dân về mất Đức Phú, địch điều hai tiểu đoàn bảo an 102 và 116 đến giải tòa, liền bị trung đoàn một chặn đánh diệt một số tên. Hai tiểu đoàn địch án binh bất động chống lệnh hành quân, tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảo an 116 bị tỉnh trưởng Quảng Tín, Đào Mộng Xuân bắt giam. Quân địa phương của chúng phản chiến, buộc Ngô Quang trưởng tư lệnh quân đoàn một ngụy phải điều quân chủ lực ứng cứu. Khi tiểu đoàn chủ lực ngụy vừa đến khu vực Dương Bà Thi, cách Đức Phú 2 km, liền bị trung đoàn 1, diệt một đại đội đi đầu, bắt sống tên tiểu đoàn phó. Trung đoàn một đã sử dụng ngay tên tiểu đoàn phó của địch bắt nó, gọi quân của chúng nung bắn pháo và tiếp tục cho các đơn vị khác tiến lên. Nhờ vậy, ta tiêu diệt sạch đại đội thứ hai của địch, đại đội thứ ba của chúng hoảng loạn bỏ chạy tháo thân. Trong chiến dịch hè, tỉnh đội Quảng Nam đã cho tiểu đoàn 11 bộ đội địa phương tham gia diệt cứ điểm Dương Đế, diệt đại đội địch ở Nùng Cốc, Kỳ Lâm, diệt chốt Dương Cháy. Trong 37 ngày của chiến dịch hè trên giấy tiến công, Sư đoàn 2 và Bộ đội tỉnh Quảng Nam đã diệt 2.700 tên địch, bắt sống 116 tên, diệt 12 đại đội, 3 sở chỉ huy tiểu đoàn địch và tiêu diệt 12 ký điểm, phá hủy 25 đại bắc 105mm đến 155mm. Cùng lúc lực lượng địa phương giải phóng hoàn toàn khu vực Đức Phú và mở rộng vùng làm chủ của nhân dân trong phạm vi 5 xã từ Kỳ Quế, Kỳ Long, Kỳ Sơn, Kỳ Trà đến Kỳ Thành quân địch co lại không dám lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Sư đoàn và tỉnh đội Quảng Nam đã gửi thư cho tỉnh trưởng Quảng Tín và giải truyền đơn cảnh cáo bọn địch. Lúc này, bọn địch cũng đã núng thế không dám hung hăng càn quét lấn chiếm như trước và pháo binh cũng không dám bắn phá bừa bãi vào vùng giải phóng của ta. Tiêu diệt căn cứ Nông Sơn, Trung Phước. Đập tàn tuyến phòng thủ Tây Nam Đà Nẵng. Trang sử của kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã chuyển sang giai đoạn mới. Vùng giải phóng ngày càng được mở rộng. Quân ngụy trên khắp các chiến trường co lại. Đường xe cơ giới từ tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã thông xuống đồng bằng. Kho dự trữ của sư đoàn đầy quân trang quân dụng, vũ khí, lương thực, thuốc men. Không còn cảnh thiếu đói như những năm trước đây. Bộ đội yên tâm học tập và rèn luyện. Tháng 6 năm 1974, sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn sau thời gian đi học ở miền Bắc đã trở lại chiến trường. Chiến dịch hè kết thúc sư đoàn tiếp tục nhận lệnh củng cố huấn luyện để thực hiện kế hoạch tiến công địch trong chiến dịch thu. Nhiệm vụ chủ yếu của sư đoàn 2 trong chiến dịch thu là tập trung tiêu diệt địch trong cứ điểm nông sơn Trung Phước, đánh và tiêu diệt quân địch phản kích, mở rộng và củng cố vùng giải phóng phía tây huyện Quế Sơn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển tiến công giải phóng chi khu An Hòa Đức Dục. Chiến dịch thu của quân khu chia làm 3 khu chiến ở trên và hai chiến trường của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà. Khu chiến 1, Nông Sơn, Trung Phước có sư đoàn 2, trung đoàn pháo binh 572, trung đoàn cao xạ 573. Khu chiến 2, chi khu quận lị Thượng Đức, có sư đoàn trăm linh tư mang phiên hiệu sư đoàn 711. Khu chiến 3, Tây huyện Quế Sơn, có trung đoàn 38 của sư đoàn 2, lực lượng pháo binh của quân khu tăng cường và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam. Trọng điểm hoạt động của lực lượng tỉnh là ở vùng Trung và vùng Đông huyện Quế Sơn. Hướng trọng điểm hoạt động của lực lượng vũ trang Quảng Đà là vùng A, B huyện Điện bàn Nông Sơn, tức khu mỏ than Nông Sơn, nằm trên độ cao 298 m, xưa thuộc xã Sơn Ninh, nay thuộc xã Quế Trung huyện Quế Sơn. Nông Sơn nằm cách khu công nghiệp An Hòa Đức Dục 11 km về phía tây, cách núi Cả Tang cao 452 m và ấp chiến lược Khánh Bình hai cây số. Trung Phước là thi tứ sầm quất, xưa thuộc xã Sơn Viên, nay thuộc xã Quế Trung nằm trên đường 104 từ Nam Phước lên phường Rảnh đến Biến Phản Nông Sơn gặp đường 105 từ ngã Ba Hương An lên tạo thành ngã Ba Nông Sơn Trung Phước. Nông Sơn nằm trên bờ Nam sông Thu Bồn. Trung Phước nằm bên bờ Bắc sông Thu Bồn. Do địa điểm liên đới và điều kiện kinh tế hình thành từ lâu đời trên vùng đất Trung Du này nên người ta nói đến Nông Sơn là phải ghép Trung Phước và ngược lại. Ở ngay Nông Sơn, Trung Phước còn có một địa danh mà nhiều người đều biết đến đó là Đại Bình, dân địa phương gọi là Đại Bường. Làng Đại Bình được thiên nhiên ưu đãi, bốn mùa đều có cây trái như Nam Bộ. Trong 9 năm kháng chiến, Nông Sơn, Trung Phước là vùng tự do của cách mạng có chợ búa, bệnh viện, trên bến dưới thuyền tấp nập và cũng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho cán bộ và bộ đội. Từ sau 1954, Nông Sơn, Trung Phước trở thành khu căn cứ phòng thủ của địch, nơi xuất phát những cuộc càn quét đánh phá gây nợ máu với nhân dân. Trong 20 năm qua Nông Sơn, Trung Phước trở thành tuyến phòng thủ có tầm quan trọng phía Tây của địch. Nông Sơn, Trung Phước trước đây chỉ bị quân giải phóng tấn công một lần vào năm 1967, nhưng không dứt điểm được. Vì vậy từ đó đến nay, Nông Sơn, Trung Phước được quân địch tổ chức thành khu căn cứ mạnh và chúng luôn huênh hoang. Khi nào nước sông Thu Bồn chảy ngược thì Việt Cộng mới tấn công nổi Trung Sơn. Nếu như cứ điểm cấm rơi có 14 hàng rào, công sự ba tàng thì Nông Sơn có 9 lớp rào và 41 lò cốt, nhiều hầm ngầm, một trận địa pháo 105mm, một tiểu đoàn biệt động biên phòng đảm nhận các điểm cao 452 cả tang, 298 nông sơn, kiểm soát toàn bộ vùng mỏ nông sơn. Ngoài khu phòng thủ căn cứ nông sơn còn có 11 cứ điểm ngoại vi, mỗi cứ điểm có từ 1 đến 2 trung đội lính bảo an, dẫn về chiến giữ các điểm cao từ Khương Quế, Phường Dạnh đến Khương Bình, Ninh Hòa Trung Phước. Sau chiến dịch hè, tình hình quân địch trên hai chiến trường Quảng Nam và Quảng Đà không có gì thay đổi. Quân Ngụy còn hai sư đoàn, đó là sư đoàn 2 và sư đoàn 3, và liên đoàn biệt động số 12, còn các liên đoàn biệt động 14, trung đoàn 51 bị quân ta đánh tiêu hào. Chúng chưa đủ sức tập trung phải nằm ở hậu cứ trốn lánh. Khi tấn công Nông Sơn, Trung Phước, ta dự kiến quân địch sẽ huy động từ 4 đến 6 trung đoàn đến phản kích giải tỏa. Như vậy về lực lượng và hỏa lực thì quân địch vẫn có ưu thế hơn ta. Từ cách đánh giá tình hình quân địch để quán triệt nhiệm vụ cấp trên giao, đảng ủy, bộ tư lệnh sư đoàn hạ quyết tâm tấn công dứt điểm quân địch trên một cụm chốt điểm lớn có hệ thống phòng ngự vững chắc và cũng thấy rõ địa hình di trú quân của sư đoàn có những phức tạp vì vậy sư đoàn cần phải tiến hành từng bước bước một sư đoàn dùng một lực lượng nhỏ bí mật tập kích đồng loạt tiêu diệt các chốt điểm do bọn bảo an chốt giữ vòng ngoài giải phóng khu vực trung phước trước hình thành thế bao vây không cho tiểu đoàn biệt động biên phòng ở nông sơn tháo chạy và ngăn chặn địch từ an hòa lên ứng cứu bước hai Vây lấn căn cứ Nông Sơn tiêu diệt tiểu đoàn 78 biệt động quân biên phòng bằng hợp đồng binh chủng. Theo phương án tính chất và để tạo cho sư đoàn 2 có đủ quân thực hành chiến dịch đánh địch bước hai, bộ tư lệnh quân khu tăng cường cho sư đoàn 2 trung đoàn 36, hai đại đội pháo 85mm nòng dài, một đại đội lựu pháo 122mm, một đại đội cối 160mm, một đại đội tên lửa B72 có điều khiển, một lựu pháo 105mm một tiểu đoàn cao xạ 37mm, ba xe tăng PT-85 có nhiệm vụ đánh địch trên hai hướng, tiêu diệt cụm cứ điểm nông sơn Trung Phước, đánh tiêu diệt một bộ phận quân địch phản kích mở rộng và củng cố vùng giải phóng Tây Quế Sơn, và từ thế trận vây lấn, tấn công dứt điểm khu căn cứ nông sơn. Trung đoàn 38 có nhiệm vụ lật má chuyển sang tấn công tiêu diệt các cứ điểm Hòn Chiêng, Lạc Sơn, Núi Dài, Đồng Mông Đá Hàm, Cấm Rơi. Mở rộng thế trận tấn công của sư đoàn trên khu vực này giải phóng hoàn toàn 6 xã phía Tây Quế Sơn. Cùng phối hợp tác chiến với sư đoàn 2 trên giải tiến công phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng, có sư đoàn 304 mang mật danh sư đoàn 711 của Bộ Tổng Tư lệnh tăng cường cho quân khu 5, có nhiệm vụ tiêu diệt cụm cứ điểm chi khu quận lị Thượng Đức. Thượng Đức, An Hòa, Đức Dục, Nông Sơn, Trung Phước là tập đoàn cứ điểm nằm trong tuyến phòng thủ của địch ở phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng. Đây còn gọi là cánh cửa thép bảo vệ Đà Nẵng, khu liên hợp quân sự lớn nhất ở miền Trung. Các đơn vị sau khi được giao nhiệm vụ, đêm ngày 16 tháng 7 năm 1974, Trung đoàn 1, Trung đoàn 31, Trung đoàn 36 và các đơn vị trực thuộc của Sư đoàn 2 bí mật hành quân vào địa điểm tập kết. Các trận địa pháo từ 85mm nòng dài được đưa lên chiếm lĩnh các điểm cao. Chờ lệnh Sư đoàn. Nhưng một tình huống bất ngờ ngoài dự kiến đã xảy ra. 14 giờ ngày 17 tháng 7, Đài Trinh sát quân báo báo cáo về Sư đoàn 2, 12 chiếc trực thăng đổ 100 lính xuống nông sơn. Bọn địch nói tiếng lóng trên đài PRC25, cha mẹ họ đã đến nơi đầy đủ an toàn. Sau hơn 30 phút, lại có 4 đợt máy bay hạ cánh đổ quân xuống nông sơn. Cùng giọng nói lóng lúc nãy trên đài PRC25 vang lên, cha mẹ con cái họ đã đến nơi đầy đủ an toàn. Sau hơn 30 phút lại có 4 đợt máy bay hạ cánh đổ 400 quân xuống nông sơn. Tình hình diễn biến phức tạp, cả phía trước bám chặt theo dõi từng hành động cụ thể của chúng để có đối sách. Tại chỉ huy sở sư đoàn có mặt các đồng chí thường vụ đảng ủy, cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, trưởng ban tác chiến, trưởng ban trinh sát tập trung thảo luận sôi nổi, phân tích đánh giá, xem xét tình hình sẽ diễn ra trên những khả năng nào. Chúng tôi trao đổi và đi đến nhận định, khả năng thứ nhất, do quá trình chuẩn bị chiến trường, các đơn vị của ta tiếp cận ngoại vi có thể bị lộ, nên địch tăng quân để đối phó khả năng thứ hai là địch đưa quân cộng hòa lên thay cho tiểu đoàn biệt động để giữ căn cứ này trong lúc tại chỉ huy sở sư đoàn đang khẩn trương thảo luận thì cùng lúc đồng chí chu huy mân tư lệnh quân khu điện hỏi và đồng chí bí thư khu ủy cũng điện hỏi địch tăng một tiểu đoàn cho nông sơn như vậy tại căn cứ nông sơn quân số địch gấp đôi bộ tư lệnh sư đoàn xử trí thế nào báo cáo ngay về tư lệnh quân khu để có ý kiến qua phân tích cụ thể hai khả năng như trên chúng tôi trao đổi nếu địch tăng quân đối phó tại sao khi đổ xuống quân không đi lùng sục ra ngoài phi pháo địch không thấy hoạt động mà chỉ nằm im trong căn cứ như vậy việc bị lộ địch đối phó là không có mà đây chỉ là cuộc thay quân tăng quân để giữ căn cứ cho nên sư đoàn hạ quyết tâm đánh đồng chí sư đoàn trưởng nguyễn trơn có ý kiến tiếp khả năng địch thay quân thì rõ trong đêm nay đã có trên một nghìn tên trong căn cứ nhà ở chưa làm thêm công sự chưa đào kịp bọn lính mới đến mệt mỏi nghỉ ngơi, chưa nhận vị trí chiến đấu. Tiểu đoàn 78 biệt động quân ở tại chỗ lâu nay, thì lại bọn mới đến. Đêm nay thế nào cũng vào ấp lùng sục bắt heo, gà ăn thịt, kiếm gái. Ta tấn công bất ngờ. Bọn đồn trú bên trong lúng túng, bọn địch bên ngoài làng chạy về sẽ tranh nhau giành công sự. Nơi ẩn nấp, tìm cái sống sẽ rối loạn. Vì thế đây là cơ hội tốt, ta hạ quyết tâm tấn công tiêu diệt địch. Cả cuộc họp trong hầm chỉ huy hoàn toàn nhất trí sự phân tích của sư đoàn trưởng đề nghị trên cho sư đoàn đánh. Sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn cầm điện thoại báo cáo quyết tâm với tư lệnh quân khu. Tôi cầm điện thoại báo cáo với đồng chí Võ Trí Công, bí thư khu ủy và quyết tâm của sư đoàn. Đồng chí bí thư khu ủy nhất trí và hoan nghênh quyết tâm của sư đoàn. Theo phương án đánh địch đã vạch, cuộc tiến công bắt đầu lúc 0 giờ 15 phút ngày 18 tháng 7. Đại đội 2 của tiểu đoàn công binh sư đoàn 2 nổ súng đánh địch trên chốt cả tang làm lệnh cho cả chiến trường. Trong lúc đó, đại đội 15 công binh trung đoàn Ba Gia cho một mũi đột sâu tháo cầu phao, rồi dùng dây cáp bện bằng thép gai băng qua sông phục kích chờ địch thất trận dùng cano tháo chạy. Dây cáp răng qua sông sẽ vướng vào chân vịt cano. Lập tức đại liên bố trí sẵn bên bờ nam sông nhà đạn nhấn chìm chúng xuống sông. Bằng cách đánh mưu trí, đại đội công binh 15 của trung đoàn Ba Gia đã diệt và bắt sống hơn 100 tên địch. Đây là một cách đánh giặc tuyệt đẹp. Một chắc đánh khôn ngoan của bộ đội sư đoàn đã làm cho kẻ địch kinh hoàng. Các chiến sĩ công binh bình luận ví von với nhau. Chúng ta con cháu của Ngô Quyền xưa kia cắm cọc trên sông Bạch Đằng giết quân Nam Hán. Nay bộ đội công binh sư đoàn hai quân khu năm trăng dây qua sông Thu Bồn để đánh địch. Thật là một cách đánh vừa truyền thống vừa hiện đại. Hợp đồng với các mũi, tiểu đoàn 60 trung đoàn 3 nổ súng đánh chiếm 3 vị trí của địch ở Khương Quế thực hiện việc cải then chiến dịch. Trung đoàn 36 và đại đội 11 của tiểu đoàn 90 đồng loạt tiến công địch ở ngã ba Nông Sơn Trung Phước, tiểu đoàn 9 nổ súng đánh bọn dân vệ, bảo an ở các ấp chiến lược Khương Nam 1 và Khương Nam 2, đồng thời tổ chức một bộ phận đón lóng quân địch từ căn cứ Nông Sơn chạy ra. Đồng chí Phạm Sưởng Trung đoàn trưởng, Lê Lung Chính ủy Trung đoàn 1, trực tiếp chỉ huy tiêu diệt cứ điểm địch ở thôn 4 đồi tranh Sơn Phúc, tiêu diệt mâm tể Sơn Thọ, phối hợp các mũi tiến công của bộ binh, pháo binh sư đoàn áp chế các trận địa pháo địch từ An Hòa, Đức Dục, Nam Phước, Mậu Thành không cho chúng ngóc đầu phản pháo tiếng súng tấn công của quân ta nổ rền vang như sấm, dung chuyển suốt dọc một hành lang rộng và dài hàng trăm cây số vuông. Đến 6 giờ ngày 18 tháng 7, quân ta đã quét sạch các chốt ngoại vi, tiêu diệt và bắt sống 35 trung đội bảo an, dân vệ, 3 phân của cảnh sát, 6 mâm tề ngụy, giải phóng hoàn toàn 6 xã phía Tây Quế Sơn. Đòn tấn công bất ngờ áp đảo của quân ta làm kinh động bọn chỉ huy quân đoàn ngụy. Trời vừa mở sáng, máy bay lên thẳng của chúng ùa lên đảo vòng, thám sát uy hiếp. Nhưng bọn chúng vừa mon men đến trận địa đã bị đại đội súng máy 12,7mm của trung đoàn Ba Gia chốt giữ ở núi Khương Quế bắn rơi tại chỗ buộc chúng phải tháo chạy. Trong lúc các đơn vị bạn nổ súng vòng ngoài, thì tiểu đoàn 8 của trung đoàn 31 đưa đội hình áp sát vào cứ điểm Nông Sơn. 8 giờ sáng, mặt trời tháng 7 lên cao xua tan sương mờ và khói núi. Các mục tiêu ở Nông Sơn hiện rõ trong ống nhòm của trinh sát những tràng đạn pháo của quân ta từ trên những mỏng núi cao dội xuống. Sau một tiếng đồng hồ bắn chế áp, các trận địa pháo trên điểm cao hạ nòng bắn thẳng vào từng lô cốt, ụ súng, công sự theo hướng dẫn của trinh sát. Bọn biệt động quân trong căn cứ nông sơn không chịu nổi sức ép của pháo binh ta bước phá, chúng lấp ngóp bò ra khỏi miệng hầm, tinh thần hoang mang cực độ. Đến lúc đó, Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn một nghị nhận thấy nguy cơ tuyến phòng thủ Tây Nam bị phá vỡ, hàn liền hạ lệnh cho sư đoàn 3 ở súng mây, Hòa Cầm, Đà Nẵng gấp rút đưa lực lượng lên An Hòa chuẩn bị phản kích. Trên bầu trời khu chiến nông sơn xuất hiện từng tốp máy bay phản lực, trinh sát, HU-1A vũ trang quần lộn ném bom, bắn dốc két, tung hỏa điểm vào những nơi chúng nghi có quân ta. Nắng tháng 7 là nắng nóng nhất ở Quảng Nam, những đám cỏ tranh quanh sườn núi nông sơn bốc cháy dữ dội. Khu chiến nông sơn bên ngoài nhìn vào là một chảo lửa, kiên quyết không để cho bọn giặc trời hoành hành các khẩu đội 37mm phóng lên những quả đạn căm thù, quật rơi ngay một phản lực, ba máy bay lên thẳng, bọn chúng phải giặt ra. Tình huống chiến trường được cải thiện, các mũi tấn công của trung đoàn 31 dê đội hình bám sát hàng rào cuối cùng, bám chắc công sự đánh bại các đợt phản kích của địch. 16 giờ, ở sở chỉ huy sư đoàn, qua ống nhóm, tôi nhìn thấy quang cảnh cứ điểm nông sơn tan tành dưới hỏa lực của ta. 36 trên 41 lô cốt của địch đã bị phá vỡ xác định nằm nguồn ngang. Nhân thấy thời cơ dứt điểm đã đế, bộ tư lệnh sư đoàn hội ý chấp nhoáng và sư đoàn trưởng hạ lệnh tấn công dứt điểm nông sơn. 16 giờ 30 phút, nhận lệnh của sư đoàn trưởng, các mũi xung kích bật dậy, hỏa lực B-40. B-41 dồn dập bắn vào các công sự còn lại và xung phong. Trên hướng chủ yếu, đại đội 7 đã chiếm xong tuyến chiến hào thứ nhất, đang tiến vào tuyến chiến hào thứ hai, rồi thứ ba, thì bị hòa điểm đại liên của địch từ hầm ngầm bắn ra. Khẩu đội 81 bị thương, pháo thủ hy sinh. Thấy hòa điểm địch, nhưng sườn núi dốc đứng ngăn trở. B-40, B-41 không phát huy được tác dụng. Nếu bắn thì lửa phía sau nòng súng sẽ thiêu cháy ngay xả thủ. Quân địch lại tập trung bắn suối xả ra hướng cửa mở, đạn cày đất đá tung tóe, khói bụi mù nít. Chiến sĩ Lê Văn Cường trèo lên vách đá đứng thẳng bó cò, một quả B-41 bắt mục tiêu dập tắt ngay hòa điểm đại liên của địch. Nhưng cũng liền sau quả B-41 nổ, một quả M-79 bắn trúng Cường. Cường đã hy sinh trong tư thế của một người lính đang lao tới. Ở hướng đại đội 5, mặc dù cửa tấn công chưa mở xong, nhưng toàn thể đại đội đã dũng mánh sung phong đạp bằng rào kém gai đánh chiếm mục tiêu phía trước. Trung đội trưởng Nguyễn Văn Hường ghim súng đi trên chiến hào lùa bọn địch từ hầm ngầm láp ngáp bỏ ra. Bất ngờ một tên biệt động quân nấp trong một vách đá, nhảy bổ ra chộp lấy trung đội trưởng Hưởng. Cả hai mất đà lăn xuống vực chiến hào. Hưởng bắt trò đè lên yết hầu tên địch, tay kia rút quả lựu đạn chạy đập vào mặt nó. Tên giặc mất phương hướng không chống đỡ được. Một nhát đập tiếp theo của Hưởng kết liễu tên giặc. Cùng lúc đó, trung đội trưởng Nguyễn Văn Chiến dẫn đầu mũi thọc sâu, đánh thẳng vào sở chỉ huy cứ điểm nông sơn. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của đảng ủy và bộ tư lệnh quân khu mang dòng chữ, đoàn dũng cảm đánh hăng, vây lấn điểm cao, tiêu diệt gọn dứt điểm nhanh, tấn công liên tục do đồng chí Đoàn Khuê, Phó Chính ủy Quân khu 5 trực tiếp trao cho Trung đoàn 31, đã được phân đội thọc sâu do Trung đội trưởng Nguyễn Văn Chiến chỉ huy, cắm trên sở chỉ huy cứ điểm Nông Sơn. Đồng chí Đoàn Khuê sau này là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã qua đời năm 1999. Nông Sơn Trung Phước được giải phóng, cánh cửa thép tuyến phòng thủ phía Tây Nam Đà Nẵng bị đập tàn, một tiểu đoàn biệt động quân, một tiểu đoàn Cộng Hòa, 35 trung đội bảo an, dân vệ, ba phân của cảnh sát, sáu mâm tề bị xóa sổ. Nguồn tin quân Nguy bại trận ở nông sơn Trung Phước rồi về làm xôn xao dư luận thành phố Đà Nẵng. Bị đòn đau, nhưng thấy các chiến trường khác vẫn yên lặng. Từ lâu quân địch đã biết trên hướng này chỉ có sư đoàn hai quân giải phóng nên chúng không lo lắng mấy. Bộ tham mưu của Ngô Quang Trường cho rằng, đó là đòn đánh thăm dò, sau hàng loạt cuộc tấn công tràn ngập lãnh thổ của quân đội quốc gia. Từ nhận định chủ quan đó, Ngô Quang trưởng tập trung trung đoàn 2 của sư đoàn 3 Ngụy mở chiến dịch sóng thần phản kích chiếm lại nông sơn Trung Phước. 16 giờ ngày 20 tháng 8 năm 1974, trung đoàn 2 Ngụy triển khai đội hình trên khu vực đập Thạch Bản, cách An Hòa 2 km. Dự kiến trước tình huống này, Bộ Tư lệnh sư đoàn đưa tiểu đoàn 60 và đại đội công binh 15 của trung đoàn 1 trung đoàn 3 già cải then chiến dịch, kèm giữ chân quân địch trên tuyến Khương Quế, Phượng Dạnh, kéo địch vào thế trận bày sẵn của sư đoàn. Trong hai ngày 20 và 21 các đơn vị được phân công đã đánh tiêu diệt 250 tên địch của trung đoàn hai ngụy. Tiểu đoàn một trung đoàn hai ngụy mới ra quân phản kích hai ngày đã bị mất sức chiến đấu, phải đưa nhau về an hòa củng cố. Ngày 23 tháng 7, tiểu đoàn 60 và đại đội công binh tương kế rút khỏi điểm cao sóng sử, Khương Quế, điểm cao 238. Thấy lực lượng ta rút, tên trung đoàn trưởng trung đoàn hai ngụy lầm trưởng quân tàn núng thế trước sức tấn công và bom đạn của chúng dội xuống khu chiến liền xua tiểu đoàn 1 theo trục sống sử Khương Quế, điểm cao 238 và tiểu đoàn 3 của trung đoàn 2 tiến chiếm khu vực Dương Côi, Văn Chỉ, Núi Kỳ Vĩ, điểm cao 136. Sau 3 ngày lò dò, mò mẫm, quân địch đã chui vào trận địa mai phục của trung đoàn một quân giải phóng. Đêm về, trời nóng, bọn lính cởi trần ghim súng quay ra, bảo vệ cho bọn sĩ quanh trong những dãy nhà tăng, nghỉ đêm. Trinh sát mặt trận bám địch báo về chỉ huy sở đội hình quân địch trong các cụm cách quân ta không đầy 100 mét. Không gian im lặng, đồi núi khu vực Dương Côi, Sóng Sử, Khương Quế, Văn Chỉ, Mỏ Cày, Lôi Giáng, Bạc Trắng Sương Thu, khói núi từ dãy Dương Thông, Hòn Ngang, Hòn Châu, Mật Mã, là là đông đầy thung sâu. Nếu như sông Thu Buồn phía trước là một dòng sông nước, thì trên cao còn là một dòng sông nữa đó là sông Mây. Đêm dần trôi qua, bộ đội ta trong tư thế sẵn sàng. Đồng chí Phạm Sưởng, Trung đoàn trưởng trung đoàn một truyền đạt cho chiến sĩ thông tin, xin lệnh sư đoàn chi viện hỏa lực tối đa. Chiến sĩ thông tin trở lại trung đoàn cùng lúc pháo binh sư đoàn lên tiếng. Các cỡ pháo 85, 105, 122, 160 mm nổ liên hồi, phá vỡ buổi sáng ở vùng Trung Du. Tiếng pháo vừa ngưng, ngay lập tức tiểu đoàn 60 của trung đoàn một từ phía sau đội hình quân địch thọc thẳng lưỡi lê vào sau lưng của tiểu đoàn hai quân ngụy. Trung đoàn bộ binh 31 cho tiểu đoàn 8 vận động xuyên tấu, chia cắt tiểu đoàn 3 người tiêu diệt ngay một đại đội. Đòn đánh hiểm của tiểu đoàn 60 trung đoàn 1, tiểu đoàn 8 trung đoàn 31 làm cho quân địch trở tay không kịp. Đại bộ phận hai tiểu đoàn 2 và 3, trung đoàn 2 ngụy trên tuyến từ điểm cao 284 Khương Quế và tiểu đoàn 3 ngụy trên tuyến Bắc Dương Côi, Đông Kỳ Vĩ, bị ta đánh tan tác. Một số quân địch thoát chết hốt hoảng chạy về hướng đông, lại bị đơn vị đón lóng của ta tiêu diệt. 12 giờ 30 phút trung đoàn 31 đã diệt hết hai đại đội của tiểu đoàn 3 ngụy quân tại điểm cao 238. Trong khi đó trung đoàn 1 đã diệt gọn tiểu đoàn 2 quân ngụy làm chủ các mục tiêu. Phản kích giật một của trung đoàn 2 ngụy bị đập tan, nhưng trên các khu chiến khác vẫn chưa nổ súng. Áp lực trên chiến trường và những ngày cuối tháng 7 năm 1974 ở mức độ bình thường. Vì vậy Ngô Quang trưởng tiếp tục điều liên đoàn biệt động quân số 17 gồm 3 tiểu đoàn, 21, 37, 39 tiếp tục dẫm lên đoạn đường thất bại của Trung đoàn 2 Ngụy. Trong năm ngày từ 31 đến ngày 4 tháng 8 năm 1974, Trung đoàn 38 nổ súng tấn công quân Ngụy trên suốt tuyến đường 105, từ căn cứ cấm rơi đến Hòn Chiêng qua Việt An thu hồi tất cả các chút địch đã lấn chiếm, giải phóng 6 xã vùng Tây huyện Quế Sơn. Trong lúc sư đoàn 2 quân khu 5 quét sạch địch phía Tây Nam, ở phía Tây Bắc sư đoàn 304 nổ súng tấn công tiêu diệt quân địch và giải phóng hoàn toàn chi khu quận lị Thượng Đức. Ngày 8 tháng 8 năm 1974, chi khu Thượng Đức thất thủ, Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 cho đánh bom hủy diệt cả đồng bọn còn sống sót trong chi khu. Thế là tuyến phòng thủ phía tây nam Đà Nẵng từ Cấm Rơi, Quế Sơn, Nông Sơn, Trung Phước đến Thượng Đức đã bị đập tàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.